này nó thể hiện sự quyền quý, sự giàu sang, địa vị và tước vị của một vị tổ trưởng đó. Ví dụ trong triều đình thì nó có sự phân chia về thứ tự quan lại. Số lượng quan lại càng lớn thì thứ tự chia quan lại nó càng khó. Thông qua hình tượng cái bao tay này mà người ta có thể biết được cái tước vị vị quan đó trong triều đình lớn hay nhỏ. Và đây là mình thấy hệ thống vũ khí mình siêu tầm được, không những ở Thanh Hóa mà ở rất nhiều nơi. Đặc biệt mình có cái hệ thống mũi tên bằng đồng. Cái mũi tên bằng đồng này mình khai quật được ở Cổ Loa đưa về cuộc chiến Âu Lạc và Trực Đà năm 179 trước Công Nguyên. Cái dấu tích để lại của nó là hệ thống mũi tên bằng đồng. Thì mũi tên bằng đồng thì có hai loại mũi tên chính: mũi tên thẳng có thể bắn xuyên giáp, mũi tên ba cạnh tấm đồng có thể bắn chết người. Đây là hai hệ thống mũi tên bằng đồng được sử dụng trong chiến chống quân xâm lược Trực Đà mà mình tìm thấy được ở Cổ Loa. Còn đây là cái hệ thống diều chiến này. Ở đây thì mình có hai cái diều chiến. Nếu các bác xem bộ phim Tần Thủy Hoàng ấy, những cái diều này người ta dành cho lính trong việc chiến đấu. Còn đây là cái quai chiến dành cho tướng trong việc đánh trận. Và hình tượng quân thú là nó biểu tượng cho cái tước vị của từng vị tướng một thông qua cái hình tượng cái diều này. Các bác có thể có nhà giàu ngày xưa mới có. Vâng. Và trang trí trên bộ mặt phấn này thì nó rất cực kỳ, nó giống như một cái đàn piano bây giờ hiện đại nhé. Nó thì có rất nhiều ngăn này, có những ngăn thì người ta để phấn, ngăn thì người ta để chát, để nhẫn, để các thứ, nó đồ trang sức, đó là để trang điểm cho người phụ nữ ngày xưa. Cầu kỳ á. Còn ở đây thì mình có cái bộ sưu tầm là sập vụ tổ chè ban đèn tiện ở đây. Thì ở cái nhà, nếu các bác ngày xưa có cái nhà ba gian hai trái hoặc năm gian hai trái ở đồng bằng Bắc Bộ đấy ạ, thì có cái hiện tượng sập vụ tổ chè ban đèn tiện. Thì cái sập vụ này nó là một trong những cái cực kỳ quan trọng. Nói các bạn bác được tất cả thì ngày xưa cha ta có một câu nói, đó là đàn ông cái nhà đàn bà hết, là những người đứng đầu của gia đình, những người đứng đầu của tộc trưởng thì mới được ngồi cái sân đứng ngồi trên đây. Cái sân vụ này nó rất quan trọng. Còn thứ hai nữa, trên cái sân vụ này là mình có cái bức đó là huynh huy mái tổ làm bằng gỗ. Và thì ý nghĩa của huynh huy mái tổ này, khi mình thi đậu thành tài thì mình quay về quê hương, đó là bái người đã mất và cảm ơn những người đã sinh ra mình, có công giúp đỡ mình để mình hình thành nên chức vị như thế này. Đấy là ý nghĩa của huynh huy mái tổ. Sau đây mời các bác tham quan cái hệ thống đá. Nó có rất nhiều đồ thì mà cháu sẽ giới thiệu và ngắn gọn rồi. Còn cái tủ này là tủ trưng bày hệ thống đồ trang sức văn hóa Việt Hán ra đời vào thế kỷ 1, thế kỷ thứ 3, thế kỷ thứ 3, thế kỷ thứ 5. Và tất cả những cái đồ này là mình tìm thấy được trong các ngôi mộ thì dành cho người phụ nữ ngày xưa mới có. Tiêu biểu cho nó là cái hệ thống đá lạt ma. Cái đá lạt ma thì ngày xưa ta làm cho các vòng đeo cổ đấy ạ. Và chức năng của cái đá lạt ma này đeo vào cổ có thể chống được âm khí hay tà khí. Đây là một trong những cái vòng đá lạt ma mình làm ra đấy. Cái này là mình bịch vàng mới, đá là đá cổ của nó. Và chưa không chưa bạn 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 đá này nó cũng làm kiểu đi lên nào, lên tầng, lên tầng, lên tầng, lên tầng, lên tầng. Bây giờ nhìn đến như quả trứng.
tiền này mình ra đâu báo. Cái này là giá mình đi báo đồng tiền đầu tiên của ba mình. Đó là ra đời tiền đi năm 1968. Là đi. Ở đây là các bác sẽ tham quan một trong những cái hệ thống huân chương, huy chương, huy hiệu của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Việt Nam. Việt Nam có từ 61 đến 75. Tại sao mình có hệ thống huân huy chương này? Có là tất cả những cái huân huy chương này là của những người đã mất. Và sau khi người ta ra trận thì người ta thu lại. Và sau này người ta hy sinh và mình sưu tầm được. Và tổng số lượng mình sưu tầm được là 120 cân. Và với chiếc thì mình có tặng cho bảo tàng Quảng Trị đấy là 30 cân. Và sau đây mời các bạn tham quan. Ở đây thì mình có cái hệ thống rồng phượng đất nung lá đề được khai quật từ Hoàng Thành Thăng Long đưa về. Và trước khi Hoàng Thành Thăng Long khai quật thì bảo tàng mình có rồi. Sau đó các giáo sư và giám định và xác định đồ của Hoàng Thành Thăng Long, và lúc đó chúng ta mới tiến hành khai quật Hoàng Thành Thăng Long. Hệ thống rồng phượng đất nung lá đề này nó ảnh hưởng bởi hai nền văn hóa lớn, đó là văn hóa Nho giáo của Trung Quốc, hiện tượng rồng phượng là tứ linh. Cái lá đề này ảnh hưởng bởi đạo Bà La Môn, đạo Trung Du. Kết của nó là kết luân hồi và sự chuyển thế của một kiếp người. Ví dụ con rồng bên tay trái là sự ra đời của một đời người, con rồng bên tay phải là sự mất đi của một kiếp người, được đầu thai chuyển thế thành hai con rồng con. Và ông mặt trời ở giữa chứng kiến sự tồn tại và mất đi của một kiếp người, sinh ra một thế hệ mới. Đây là một trong những cái tín ngưỡng văn hóa khá là hay mà Phật giáo sản sinh ra nó ở thuyết luân hồi. Và bây giờ tất cả các tín ngưỡng tôn giáo đều có cái thuyết luân hồi này. Và sau đây cháu sẽ giới thiệu với các bác một trong những cái cổ vật quý nhất và giá trị nhất của bảo tàng mình. Ở đây thì mình có một mình Tây Hán ra đời nhất hai chiếc công nguyên thời Lưu Bang. Bình Tây Hán này ra đời chỉ là phục vụ một đứng đầu một quận huyện hay là vua chúa ngày xưa mới có. Ngày xưa ta dùng cái bình này để uống rượu trong các buổi tiệc tùng của vua chúa quan lại. Hoa văn trang trí trên bình Tây Hán mới đầu nhìn các bác tưởng là dùng sơn để vẽ, nhưng mà không phải đâu ạ. Hoa văn của nó làm bằng cái dầu thực vật. Ví dụ lá tre ta làm màu đen, lá cây hoa hòe màu đỏ, màu cam màu vàng ta làm rất nhiều chất liệu khác nhau. Cảnh trang trí trên bình là cảnh quý tộc ngày xưa, cảnh lùa hươu trên sóng và cảnh săn hươu trên sóng. Bình này đã đánh giá là một trong những bình cổ nhất, quý nhất và giá trị nhất về kinh tế trong hệ thống cổ vật bảo tàng mình có sưu tầm được cho đến bây giờ. Và hiện nay là cái bình này là đánh giá là một trong những bình quý nhất và giá trị nhất của bảo tàng mình. Các bác sẽ nhìn kỹ hơn thì nó cảm nhận được cái hồn trên cái bình và cảm nhận được đường nét vẽ, cảm nhận được những cái ý nghĩa của cái bức tranh trên cái bình này. Con hươu online. Đây, cái bức tranh này là săn hươu trên sóng, là bức tranh cách điệu, là nó chỉ có trong tưởng tượng. Mà tưởng tượng này chỉ có những người mà người ta nghệ sĩ xưa kia thì người ta mới tưởng tượng ra được cái cuộc sống của họ lênh đênh như thế nào. Đó là cái chế độ phong kiến lúc bấy giờ tạo ra con người đó, và con người đó sống giống như một con hươu được lùa trên sóng. Đây là ý nghĩa của một cái bức tranh họa đồ như vậy, là bức tranh tưởng tượng vậy. Và nó rất hay. Mà có Hoàng gia Nhật ra đời thế kỷ thứ 17 đặt lò gốm cảnh Đức Trấn Trung Quốc làm. Tích của nó là tích của người Nhật, là bốn vị anh hùng người Nhật hay là bốn người có công với đất nước Nhật được người Nhật tôn sùng và tạ tượng như cái bình này. Hoa văn trang trí trên cái bình đó là một chấm tròn hình kim cương khắc bình, nét của nó là men sáng trắng ngà. Trên bình của nó có các vòng tròn biểu tượng tín ngưỡng văn hóa của người Nhật Bản. Đặc biệt nhất là trên cái bình này đó về cái hình tượng nhất điệu là bốn hình người, mà bốn hình người này chỉ là bốn người đã có công mà làm nên đất nước Nhật hùng cường sau cuộc Minh Trị Duy Tân năm 1668 đã để lại cho đến bây giờ. Và sau này thì sau chiến tranh thì người Nhật người ta đi tìm những cái bình thất lạc này và người ta có đến bảo tàng mình và giám định và xác định là đây là cái bình thật và người ta xin chụp lại. Và cái giá trị cái bình này nó rất là cao. Thế kỷ thứ 12, 13, thời Trần,
Và cái nậm nhị bà này nó ra đời gắn liền với hình ảnh người phụ nữ ngày xưa. Thì ngày xưa có một câu chuyện là anh học trò nghèo yêu cô gái người quý tộc, nhưng mà không môn đăng hộ đối, không đến được với nhau. Nhưng họ quá vì tình yêu của họ quyết định đến với sống với nhau để có tiền cho anh học trò nghèo lên kinh ứng thi. Người phụ nữ đó, người vợ đó làm bất cứ công việc nào và làm cho cái eo của họ tọp lại và cái người họ to ra. Và sau này anh học trò nghèo thi đậu thành tài để tưởng nhớ tới người vợ, người ta làm ra cái nậm nhị bà như cái eo người vợ và là thắt lưng buộc bụng nuôi chồng con đi thi. Từ cái hình ảnh đó mà cái nậm nhị bà được xuất hiện ở Việt Nam thế kỷ thứ 12-13. Và chức năng của cái nậm nhị bà này là sản xuất ra đựng rượu. Thứ hai nữa là màu của nó là sóng nước hoa cúc dây. Sóng nước của nó là biểu tượng cho một nền văn hóa sông nước ở Việt Nam. Hoa cúc dây là biểu tượng tín ngưỡng tự nhiên, biểu tượng cái văn hóa Phật giáo lúc bấy giờ, nó ảnh hưởng và in đậm vào cái tâm trí con người lúc đó, nên có hình tượng hoa cúc dây sóng nước ra đời. Ở đây thì mình có một trong những cái bộ lư hương đẹp nhất ở đây. Cái bộ này thì người ta gọi là bộ tam khí và mặt đồng của vương triều nhà Nguyễn, ra đời thế kỷ thứ 19-20, được đánh giá là một trong những bộ đẹp nhất, quý nhất và giá trị nhất trong cái hệ thống đồ đồng có ta mình có sưu tầm được cho đến bây giờ. Thì một số ngôi chùa ta bộ lư hương hai con hạc, một số nhà quý tộc bộ lư hương hai con hiên biểu tượng giàu sang. Còn đây là bộ lư hương của hoàng tộc nhà Nguyễn, gồm hai cái trúc quân tử hoặc là hai cái trúc hóa rồng. Trên hai cái trúc hóa rồng này có hai cái đèn, hai cái nến. Trên cái nắp lư hương của nó là hình con nân, là biểu tượng sự trường tồn vĩnh cửu của một vương triều. Hai bên là hai con rồng trầu, đế là ba con rồng đỡ trước lư hương, biểu tượng xây dựng một nhà nước phong kiến trung ương tập quyền. Cảnh trang trí trên bộ lư hương là cảnh sinh hoạt của vua chúa ngày xưa, cảnh đánh cờ, cảnh dạo công viên, cảnh cưỡi ngựa. Chức năng của bộ lư hương này đốt trầm trong hoàng cung trong những ngày đầu năm. Và bộ lư hương này nó ra đời thế kỷ thứ 19-20, nó làm bởi ba chất liệu khác nhau: vàng bạc đồng, nung chảy ba hợp kim trộn lẫn với nhau. Lúc lên bộ lư hương này sơn đen vẽ cánh. Chính vì vậy mà cảnh vẽ trên bộ lư hương vẫn còn nguyên cả anh vàng đấy. Và điểm đặc biệt nhất trên bộ lư hương và ý nghĩa nhất trên bộ lư hương vẫn là một câu nói, đó là chim chích mà động cảnh trúc, thập trên tứ dưới nhất đẻ chữ tâm đấy. Nó là chữ tâm ở giữa đấy, nó rất là hay, rất là độc trong cái bộ lư hương này. Thập trên tứ dưới, thập trên tứ dưới nhất đẻ chữ tâm, nhất đèn tâm. Đây là chim chích này tâm. Và đậu cảnh trúc chim, hay cảnh chéo này, đây thập trên này, tứ dưới này, nhất này, nhất là nằm ở giữa này, đè chữ tâm này, nấp là con lân, lân là đè chữ tâm. Đó là rất là hay, rất là ý nghĩa. Làm cái gì cũng ý nghĩa. Thực ra nay thì cháu cũng muốn giới thiệu các bác hết cái bảo tàng kia mà bác nhiều bệnh này bận ở dưới kia là không lên được, có một mình nhưng mà thôi để tham quan tí thôi, được tầng này thì mất tầng kia. Nhưng mà mình ở đây buổi tối thế này mấy giờ thì đóng cửa? Cái này là 7 giờ 7 rưỡi. Có mình thì em làm đây thôi à, nhưng mà nhiều lúc các bạn giờ cũng chưa đông người tham quan lắm. Có chứ, ban ngày đông đấy. À được. Ví dụ sáng nay thì có mấy đoàn học sinh, mấy các bác cựu chiến binh đông. Không đi xem này nó cũng ấy, có người giới thiệu nó cũng hay hay hút. Hôm khai trương mình ra đây mình nhìn hoa hết cả mắt, mình chả biết nó là cái gì sao. Vậy. Tầng có 2 tầng. 2 tầng. Nhiều đồng
Quên lúc này trái đập. Đúng rồi.